いい。君すごくいいよ。その瞳、その表情、その心意気。今すぐ君を壊したい。Trời đất ơi, là ai? Ai đã lồng tiếng cho skin mới của Florentino vậy trời? Như các bạn đã biết, hoặc có thể là các bạn cũng chưa biết, nhưng chắc chắn các bạn sẽ biết sau khi xem hết video này của mình. Đó là sau khi tung ra 3 bộ trang phục hợp tác với lại Sailor Moon hồi tháng 5 này, và bây giờ chỉ mới 3 tháng sau đó thôi mà Liên Quân Mobile lại tiếp tục cho ra mắt 4 bộ trang phục hợp tác với một bộ anime nữa, đó chính là Hunter x Hunter. Dành cho bạn nào chưa biết thì tác giả của bộ Sailor Moon Takeuchi Naoko chính là vợ của Togashi Yoshihiro, tác giả của bộ Hunter x Hunter luôn đó. Và bốn vị tướng cũng như là bốn nhân vật được kết hợp với nhau trong lần collab này đó chính là Nacross trong vai Killua, Rice trong vai Gon, Enzo trong vai Kurapika và cuối cùng là Florentino trong vai Hisoka. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau đi review bộ skin Hisoka của Florentino trước nhé. Và cũng đừng quên bấm subscribe cũng như là nhấn chuông thông báo theo dõi YouTube chơi game căng thẳng của mình để không bỏ lỡ những video review tiếp theo nha. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Lý do mà mình chọn review skin Hisoka của Florentino trước vì đây là skin được miễn phí toàn server trong đợt hợp tác lần này. Và chính vì miễn phí cho nên là nó chỉ dừng lại ở bậc A thôi nhé mọi người. Cho nên là trong video review hôm nay thì chúng ta sẽ chủ yếu đi nói về ngoại hình của trang phục nhé. À nhưng mà nói free vậy thôi chứ các bạn cũng phải làm nhiệm vụ các kiểu con đà điểu thì mới được nhận đó. Và các bạn nào muốn nhận free skin này hoặc là chưa biết cách làm nhiệm vụ như thế nào thì hãy xem đến cuối video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết sau nhé. Quay trở lại với trang phục Hisoka thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đi review về plush art nhé. Plush art lần này lấy bối cảnh Hisoka đang đứng trên nóc của một tòa nhà cao tầng trong thành phố với cặp chân mày lá liễu cùng đôi mắt sắc lẹm và cái dáng đứng hết sức là slay luôn nha mấy ní. Ảnh còn sắm thêm một cái đôi bông tai lủng lẳng ở đây nữa nè, coi giống mấy idol K-pop không? Và vì đây là anime nên là chúng ta không thể nào đòi hỏi các nét vẽ nó phải tả thật hay là các đường nét nó phải thật là chi tiết bla bla bla. No, cá nhân tôi thấy cái plush art như vậy rất là ok la rồi. Tôn trọng hình ảnh gốc của nhân vật khi mà được đưa vào game nè. Và thậm chí là cái tay của Hisoka còn cầm cái lá bài chứ không phải là cầm cây kiếm như của Florentino. Không biết là vào trong trận như thế nào thì chút nữa chúng ta sẽ xem qua nhé. Mà nhân tiện đây á, tôi cũng muốn kể cho mọi người sơ qua về nhân vật Hisoka này cho bạn nào chưa từng xem bộ phim Hunter x Hunter nhé. Và cho mọi người thấy được là tại sao Florentino là được chọn là gương mặt đại diện cho Hisoka trong Liên Quân nha. Hisoka hay còn được gọi là gã hề bí ẩn với một nụ cười đầy ma mị. Anh là một trong top những nhân vật được yêu thích nhất của Hunter x Hunter. Nếu nói anh là nhân vật phản diện thì cũng không đúng, vì không phải lúc nào anh cũng là kẻ xấu toàn tập đâu. Cũng có lúc anh sắm vai người tốt nè, gia nhập hàng chính diện và giúp đỡ cho nhóm của Gon và Kurapika nè. Anh có khả năng tư duy nhanh, chiến thuật và lối hành động nhanh gọn lẹ khiến kẻ thù không kịp trở tay, khá là giống với lối đánh của Flo đúng không nào? Còn nói về đồ ăn diện trải chuốt thì không ai qua khỏi Hisoka trong phim rồi. Mà trong Liên Quân thì làm gì còn ai điệu hơn Flo nữa đâu đúng không Mini? Quá là hợp nhau rồi còn gì nữa. Màn xuất hiện thì nó cũng không có gì mới mẻ cả tại vì là skin bậc A mà mọi người. Nhưng mà cái đoạn mà xịt xịt như thế này làm tôi nhớ tới Miss Smell á mọi người. Mọi người nhớ Miss Smell không? Smell, Smell. Ai chứ điên à. Smell. Oh, Smell. Let's Smell. Not Smell. Tiếp theo đến ngoại hình thì ngoại hình ở sảnh mình thấy là nó cũng giữ được khoảng 80% so với lại trong plush art của mọi người. Rồi mặt thì cũng một bên vẽ ngôi sao, một bên vẽ hình giọt nước nè. Tóc thì cũng vuốt keo dựng ngược với một cái màu cam hết sức là cháy luôn nha. Rồi quần áo thì mặc theo kiểu post hat nè, đó để lộ một cái vòng hai hết sức là một chiếc eo con kiến luôn á. Bao nhiêu chị em hằng mong ước có được cái eo giống ảnh mà không có được. Mà có thể nói nha mọi người, cái đôi boot này là cái đôi boot cao nhất mà tôi từng thấy Florentino mang luôn á. Rồi cái gương cầm tay mọi người thấy là nó cũng được đổi theo concept luôn đó. Nhưng mà khi so sánh kỹ một chút á thì mọi người có thể thấy được là cái ngoại hình trong sảnh nó có vài nét khác so với lại trong plush art. Điểm đầu tiên và dễ nhận thấy nhất đó chính là cái vũ khí trên tay của Florentino hay nói cách khác là của Hisoka đó. Thì ở trong plush art thì là ảnh cầm hai cái lá bài đúng không? Còn ở trong ngoại hình trong sảnh này á thì ảnh lại cầm cái cây kiếm, nhưng mà cây kiếm này cũng được cách điệu để hợp với concept luôn nha. Thì tôi thấy là cái việc thay đổi này nó cũng khá là hợp với lại Florentino
là một đấu sĩ cầm kiếm thay vì là cầm lá bài á mọi người. Thứ hai, mọi người phải nhìn thật là kỹ thì mọi người sẽ thấy được là cái đôi bông tai diêm dúa của ảnh đã bị lượt bỏ đi mất tiêu rồi. Mà cũng hên là cái bộ sim men trên tay ảnh cũng còn giữ nguyên nha má. Trời, tím liệm tìm sim luôn. Rồi khi mà vào trong trận á thì ngoại hình của ảnh cũng không có thay đổi gì nhiều lắm, có thể nói là giữ nguyên đến 90% từ ở ngoài sảnh vào trong trận luôn, do là không có quá nhiều những cái tiểu tí đó mọi người, cũng không có bị chìm vào trong map lắm, rất là nổi bật nha. Nhưng mà có một điều tôi thấy nó hơi kỳ á mọi người, đó là cái dáng chạy của ảnh và cái tay này nó để đằng sau, nó giống như là đang đang gãi vậy đó mọi người, thấy nó giống như đang gãi đó mọi người, thấy giống không đó, rất là giống đang gãi luôn á. Và vì là skin bật Anna là sẽ không có hiệu ứng chiêu hay là biến về gì mới hết nha. Nhưng mà mọi người có thể nghe được là Florentino được lồng tiếng Nhật mới đó. Và người lồng tiếng cho Florentino lần này đó chính là Daisuke Namikawa, chính là người đã lồng tiếng cho Hisoka trong phim Hunter x Hunter luôn đó. Để cuối video tôi sẽ cho mọi người nghe lại một vài câu nói của ảnh nha. Rồi, như đã hứa ở đầu video thì bây giờ mình sẽ giải thích cũng như là hướng dẫn các bạn làm nhiệm vụ để có thể nhận skin Hisoka của Florentino miễn phí luôn nha. Để được nhận free skin Hisoka thì các bạn phải vượt qua được 5 kỳ thi với các mốc điểm lần lượt là 3.000, 8.000, 13.000, 20.000 và 28.000. Và muốn nhận điểm thì các bạn hãy bấm vào đây, hoàn thành các nhiệm vụ bên dưới để nhận ngẫu nhiên các mảnh thẻ của 4 nhân vật này. Ở đây do mình còn thiếu thẻ cuối nên là chưa nâng điểm được. Vậy thì phải làm sao? Yên tâm là sự kiện này cho phép các bạn có thể trao đổi thẻ với nhau đó. Để tặng đi những cái thẻ dư thì các bạn hãy bấm vào tặng thẻ, chọn thẻ muốn tặng và bấm tạo mã, bấm sao chép mã và gửi cho bạn bè là xong. Còn nếu các bạn muốn nhận thẻ từ bạn bè thì sau khi đã có mã từ bạn của mình, các bạn hãy bấm vào nhận điểm, kéo xuống chọn làm ở mục nhận huy hiệu, sau đó dán mã vào là xong. Sau khi đã có đủ 4 thẻ của cả 4 nhân vật thì các bạn có thể nâng điểm lực chiến của mình ở mục nâng cao. Sau khi nâng đủ điểm hoặc là cao hơn các cột mốc ở các kỳ thi thì các bạn hãy bấm vào và thi thôi. Nhớ là đủ điểm hoặc là cao hơn rồi hẳn bấm vào thi nha, chứ không là rớt hoài luôn đó. Tiếp tục như vậy cho đến khi vượt qua cả 5 kỳ thi thì bạn sẽ nhận được ngay skin Hisoka của Florentino. Sự kiện này sẽ kéo dài đến hết ngày 20 tháng 8 lận, cho nên là anh em cứ yên tâm mà làm nhé. Nói tóm lại thì cá nhân mình thấy là bộ trang phục Hisoka của Florentino trong lần hợp tác lần này khá là ổn áp và có thể chấp nhận được á. Mình thấy nhiều bạn nói là skin lần này thấy nhựa nhựa, nhìn thấy ghê, không có đẹp. Nhưng mà các bạn thử nghĩ tới việc là một con game hợp tác với lại một bộ anime, và cái việc mà tôn trọng cũng như là giữ nguyên cái tạo hình của nhân vật ở trong anime để mang vào game là một cái việc mà mình nên nghĩ tới và mình nên tôn trọng cái việc đó. Chứ nếu như mà mình cố tình mình gọt giũa cho nó đẹp hơn, cho nó chi tiết hơn, nhìn tả thật hơn, nhìn 3D hơn thì nó đâu còn cái hay của anime nữa đâu, đúng không mọi người? Vậy còn các bạn suy nghĩ sao về vấn đề này? Hãy comment suy nghĩ của các bạn ở bên dưới cho mình biết nha. Xin chào và hẹn gặp mọi người trong những video review tiếp theo. Bye bye. Mitsuketa. Yada na. Ano futari no sei de 浴場してきちゃったよ。沈めなきゃ。風邪ひくし、君乗るまで。せ。せ。なら止めちゃえばいいんだ。First blood。壊れているおもちゃに興味ないんだよ。